keo hải thuyền gắn thì mấy ông cho ít keo để nó lâu chết, tại vì hải thuyền mà cho nhanh chết thì gắn nó đấy lâu đấy, thế là tiện văn nó còn bay cả luôn, thật cũng được. Dạ. Bọn em nhiều lúc bắn lẻ là chính, nó lâu cứ một hai mặt cứ lấy đều đều vậy.
cái đấy là gọi là cái hãm đấy. Cái cưa nó đẩy đi đẩy lại. Cái đấy có nên phải phải sát không anh? Dạ. Có nên phải để sát không? Có anh, cái mình kẹp cái bậc đàn nó cứng lưỡi nó lắc, nó không bị lắc. Dạ. Anh phải quay từ trăm rưỡi là mình ấy tiền luôn hay nó làm tôi đi như vậy là mình có tiền luôn hay nó ấy là mình quảng cáo luôn. Bây giờ mình quảng cáo này có tiền thì phải nó phải đủ đăng ký luôn, đủ lượt đăng ký thì có giờ đúng rồi, đủ giờ này kia luôn. Bây giờ muốn thì mình phải chịu khó đi quay. Yeah. Có tư liệu thì đăng nhiều, đăng nhiều. Cái này là mình quay, mình cắt đoàn nào ấy, mình cắt bỏ bớt đúng không? Đúng rồi anh. Yeah. Về chỉnh sửa. Dạ. Yeah. Cắt bút chỉnh sửa. Bây giờ mà quay, đừng quay cả ngay về mà phải coi cho lại. Thank you.
tự anh rửa rửa cưa được luôn. Thế thì anh dành nghề lắm rồi. Máy thì anh chơi được tất rồi. Vâng. Vâng. Anh thích làm video cắt cây, em giới thiệu cho đi ống đó đi cây thì chuyến cây cái lớn giống như cái gốc bên đó đó, gốc của em đó là gốc bàn bàn cái gì dạ đúng rồi, ống ống họ toàn hà rồi đó đúng rồi, ở đó quá củ chí đây gần đấy à đúng rồi, lúc nào anh giới thiệu em ấy dạ quá câu sảng rồi là tới à ông chuyên cắt cây đúng không dạ anh chuyên như hoàn cảnh anh đi cưa đi quay cho vui Thank you.
cái của ông toàn cây mục thôi. À, long CNC đấy. Mấy ông thấy vậy là biết sợ chứ. Sơn ít nhỉ? Ít này. Đâu có sơn, chủ yếu là bán gỗ thôi, bán là đôi chứ không sơn lắm rồi nhỉ. Sơn ít chủ yếu là bỏ xỉ á. Lấy ngoài bác vào giao xỉ cửa hàng. Anh gỗ cá bao để mặt tâm gỡ 90 thì dài 27 thì bán nhiêu anh? Nó tùy gỗ gì anh? Gỗ. Ờ, mặt 90 dài 27. Năm ngoái có một bộ là mặt 10-15 rộng 1 mét và dài của nó 3m2 một bộ ấy, gõ ba chi là 210 triệu. Nhưng mà nhỏ hơn tí, mỏng hơn tí thôi nhé. Thì nó khoảng có 100 mấy, tại vì bán trên mạng mà. Tại vì giờ mà mua tôi giá lãi chủ nó toàn đi gõ mơ cá bế thôi. Anh cùng nói gõ mình gõ mơ cá bế. Nó vẫn nhập Hải Phòng xuống hết. Gia Lai nó có một làng nó làm đấy. Mà nó bắt cọc đúng rồi. Dạ. Anh chủ yếu bán ra ngoài Bắc nha. Em cũng trên mạng cũng có, trong này cũng có. Nóng cân nó quắng nó bẳng nó tiền tôi nhánh là nó ra liền đấy. Vâng. Bên này phá hết rồi, bên này chưa hết mà nó còn nặng hơn. À. Nóng cân bên bên ướt bên phố anh làm báo thì gỗ tam này không người. Bật gỗ ra ấy. Dạ. Đấy này. Ví dụ mà ghép mà cây mà nó gỗ khô mà nó ghép đều hết ấy. Còn đỡ. Cái này nó ghép không kỹ ấy. Ghép không kỹ ấy. Bôi keo không kỹ rồi cái chỗ mà nó rác ấy. Bọng ấy. Ghép vào luôn. Nó tỏa ra luôn. Này đúng là phải đeo cái kính anh nhỉ.
Thấy không? Cao chưa chết. Chó nó không chết. Nó dính này. Ừ. Bật ra đây. Ôi dồi ôi. Này nguy hiểm quá. Ừ. Bật chuyện này chết. Cái vá sau rồi anh? Dạ. Thế là mình vá dạ, sau à? Cái của ho đã nó vả lắm. Nó ra rồi. Nó ra rồi. Không bật ra. Đang ở đây có mặt đi đó. Keo nó chưa chết. Đó, giòn. Cái này là nó ít axit. Yeah. Pha kiểu axit ít quá nó không chết. Hoặc là keo rẻ tiền. Đây keo AB. AB. Yeah. Chắc là mua keo rẻ tiền quá. AB nhưng chắc loại rẻ. Dạ. Yeah. Cái loại mà xịn, em nói anh pha đúng tỷ lệ nó mềm nhưng mà nó vẫn ăn. Yeah. Chứ không phải mềm bóc ra được. Mềm bóc không? Cái này anh lấy tâm tròn là bao nhiêu anh? Dạ. Tâm tròn nó được bao nhiêu? Mày này hay? Không, ý là cái cục này này. 26. 26 à?
Cái này chắc cũng bì đốt nha. Cái này ok anh. Vẫn keo cứng mà. Bìa ấy. Quạt ra hết đây.
chọc mình chọc nghiêng vào là nó này. Thành phẩm, thành nhám.